mẫu xe SUV Mazda CX-8 2023, với gói độ auto xe có thiết kế ngoại thất đẹp không tỉ vết. Hãng độ auto xe của Nhật Bản vừa ra mắt thêm gói phụ kiện mới dành cho chiếc Mazda CX-8, mang đến cho mẫu xe SUV này một diện mạo mới, trở nên sắc sảo hơn, mạnh mẽ hơn nhiều so với phiên bản gốc. Nhìn từ phần đầu xe, nơi mà auto xe đã phát triển thêm một cánh lướt gió gắn ở dưới cản trước của Mazda CX-8 cùng, với nắp capo của xe được thiết kế lại kết hợp với cụm lưới tản nhiệt gồm các thanh ngang màu đen nổi bật trông rất hầm hố. Nhìn sang hai bên hông, xe được trang bị bộ vành la răng mới và bộ chuyển hướng gió gắn trên cửa sổ. Vòng ra phía sau, xe có bộ khoách tán màu đen piano và cánh lướt gió táo bạo cỡ lớn gắn trên nóc xe. Hệ thống ống xả bằng thép không gì cũng được phát triển dành cho mẫu xe Mazda CX-8. Ngoài ra, hãng độ cũng đang phát triển hệ thống treo mới cùng hệ thống phanh mạnh mẽ hơn. Những nâng cấp bổ sung này dự kiến sẽ được công bố vào đầu năm 2023 tất cả những bộ phận trong gói phụ kiện trên dành cho khách hàng, có thể mua riêng lẻ với giá bán từ 161 USD cho bộ chuyển hướng gió, và tăng lên 584 USD cho bộ khoách tán phía sau, 615 USD cho lưới tản nhiệt phía trước. Mặc dù gói phụ kiện này có vẻ hơi táo bạo hơn, nhưng đối với một số chủ sở hữu của chiếc Mazda CX-8 yêu thích vẻ đẹp truyền thống, thì với gói độ mới này của Auto xe cũng khá hấp dẫn dành cho những khách hàng năng động, cá tính. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.